nay là một ngày trăng thanh gió mát nên chúng tôi tổ chức đi câu tôm. Đấy, các bạn thấy không? Thả xuống nha, tôi sẽ thả xuống. Toàn cảnh quá trình câu tôm của chúng tôi. Hiện tại là đội chúng tôi đang đi câu tôm. Các bạn thấy đấy, đây là khu vực câu tôm của chúng tôi. Tôi sẽ đến cận cảnh cho các bạn xem. Căng ra mà chưa ấy hả Nguyên? Tính rồi, rồi. Em Nhung nói chuyện vui mà Nhung đi tắm. Có xe không? Thì Nhung nghe nhưng nó bảo nó chưa tắm rửa gì, nó tắm rửa xong rồi ngồi xong rồi. Thì con lấy cái cẳng vào như này. Đây là thành phẩm của chúng tôi, một con cá trắng. Còn đây là cần của tôi. Tôi sẽ giật. Đủ quá mày. Coi coi cá gì vậy? Đi. Đang câu cá mà cái cần bên kia nó giật giật giật. Cái cần của tôi đã bị mất mất mồi. Bảo lôi lên coi coi. Không hiểu sao. Mất mồi rồi. Hôm qua ông đi là tối nay cũng đi. Dính rồi. Dính rồi. Dính rồi. Thì chứ tôm cá nhiều lắm. Chán chưa đi à? Dạ chưa? Hay bắt chặt rồi. Sao chán? Dính rồi. Cái đó, cua quá to. Đó mà căng chữ đâu. Hai người dính gần nhau rồi. Ờ. Một cân mà. À, một cái đồ cá tí tí lầm đeo căng. Được con cá tí tẹo tẹo tẹo. Mẹ đi, nó như cô rồi, nó to rồi chứ mẹ. Ngon đấy. Đó, đủ quá, nguyên mình ngon nghe. Rồi, được hai con. Cái gì bằng? Đi là bự. Đi là bự chứ đi. Về mất rồi. Không còn mà, ý lại cái mồ, ím lại cái mồ thôi. Hôm qua đồ có 60% mà lúc nó về còn 10% thì chờ đồ mày. Nói chung cái mồi này bị con nào nó ăn mất rồi. Công nhận có con nào nó ăn mất mồi của Quang rồi. Không hiểu lý do. Sao phao B nó giống phao tâm rồi, phao B nó nổi, phao tâm nó nổi quay. Máy đèn này nó xem cực rồi. Lắp đùi, lắp bài. Three flat. Chứ cái đèn xem tôi bắt lờ bố rồi. Tần kìm, mày nó xé không nổi. Dạ này nó pha cái mất đèn luôn rồi. Coi mấy con rồi, coi. Tao đâu có số con cá đâu mày, để tao câu bướm đi được mẹ. Tao chỉ biết bắt bướm vườn hoa thôi. Vườn hoa dập liễu rồi. Khác nhau nó dài đúng không? Dập tận nữa chứ. Có hàng không? Đó, hàng đó. Chị anh Nguyễn chạy biển. Cái hàng rớt kìa thầy. Không rớt đâu. Không rớt đâu, yên nghệ đi em. Má cái đi mà có hiệu quả là điệt mẹ me lùm mái ké rồi đó. Quang à. Nước lên là cao đi ngon nè. Giờ nước cao á. Mẹ đi là bự rồi đó à. Rồi con cá này nó lớn lên nó bèn là thành con cá kia chứ khỉ gì Nguyên. Giống của nó chứ nó không. Mẹ đi là cao giống cao mới biết kìm toàn cá to nữa đó. Đù má vãi xỉ luôn rồi. Vãi thật. Thật là vãi lòn. Trời ơi, 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 tr
Có chuyện gì mà cầm đi. Lâu quá trời con rồi. Má, tao mới xong con tôm to á. Yeah, được một con tôm nữa quý vị và các bạn. Sao sao đây nè. Mày cứ đổ với thằng kia mày đứng đái luôn đấy mày. Sản phẩm của chúng tôi hai con cá và một con tôm. Mới được 1 phút à? Mới được khoảng 15 phút. Cá thêm dung được. Cá tới khuya luôn thôi. Cá chơi với bạn nhỏ nó đứng rú thôi. Xíu à. Đâu rồi, dung đâu ta? Đây. Về cân của tôi sẽ nhắc lên. Vâng, một con dung. Vâng, và không có gì. Mất luôn mò rồi. What? Sao một con nào nó rỉa ghê thế? Kéo nha, nước lên rồi nhặt cái cần đi vô nha. Đúng sao mà mình mắc mồi rồi mà, sao mất cái mồi mà. Lấy cái miếng mồi của câu mình có của mình đó, ấy. Hay nhỉ. Đấy, tôm, kéo nhấn. Tôm, câu tôm, đấy màn câu tôm cực kỳ ảo diệu. Dê, thằng quả. Rồi, ok rồi. Hãy tha đi mà. Đây thành quả của chúng tôi thưa quý vị và các bạn. Rất là nhiều tôm. Mà phải đi câu chứ không phải là đi thả lưới hay là bệnh. Đây, đây Quang. Con tôm thứ hai. Con tôm thứ hai thưa quý vị. Chúng ta cũng đến với cần của tôi. Cần của tôi đâu cả gì. Được. Thả xuống lại. Cần của tôi hiện tại không có cái gì hết. Bây giờ ra hoạt động ra ăn. Cái nồi miếng không có đồng tính gì vậy? Nâng được rồi. Đang kìa. Hết mồi mày rồi. Đừng có giật ấy, nâng từ từ lên thôi. Đó đồ mày, sao của mình cảm đấy? Mình tiếp tục đúng ý. Ra tí đi. Về đi của mình. Ra tí. Có mối không? Có. Vô, đi cưng. Từ từ. Vô rồi. Rồi, có cá rồi. Có cá rồi thưa quý vị và các bạn. Từ từ thôi. Gần lắm rồi, ánh sáng đèn. Thả tay rồi. Nhẹ rồi. Nhẹ rồi. Thả tay rồi nhá. Chứ nào hả? Thả tay rồi. Sao nhẹ vậy bây? Những cái lồng gì đó. Những cây. Mẹ đấy. Các bạn đừng có đùa nhá. Tôi giật đậy. Này đủ. Để đây. Tân. Đồ người ta nghĩ là cái sóng vỗ á. Có gì mà. Đồ má tôm cắn mà mồi. Cố. Đấy, vậy thôi. Má gần vậy là có ăn rồi. Má mồi phải còn màu hồng. Cái màu bạc trắng là nếu. Ừ thì tao cứ thấy bạc. Ăn được. Cao thủ câu cá bên kia. Được thiếu nguyên hay là lại một khúc. Có. Mất rồi hả? Được rồi. Nó bò lên mà. Bên kia cũng coi đủ mắt thả gì. Sao nó bò lên sao ấy? Đâu có. Đủ mắt mà lao dược nè. Rồi. Đủ mắt đó. Thấy mà lao dược không? Đấy. Kinh luôn mà. Chị Đồng Nguyên. To thì còn giỡn nữa. Mẹ mua có to quay lên cằn không nữa. Có rung cằn không? Kinh Đồng Nguyên. Mẹ đứng rồi. Chị hướng Đồng Nguyên. Ủa? Sao à đây? Là Nguyên là nó sợ vãi. Chị hùi nhà em không? Đã luôn mà. Thế có à? Chẳng có rồi.
Đây là con tôm được bàn giao từ đây rồi, bàn giao. Tôi chưa kịp quay lại khoảnh khắc được bắt, nhưng mà tôi tìm cái khoảnh khắc thả xuống nước. Đây rồi, toàn tôm các bạn ạ. Niềm vui câu được cá đấy các bạn. Thế là sếp đang đứng yên tại chỗ. Cái to ấy chứ. Hai con đó là bự rồi đó. Nãy giờ ba con này thôi nhỉ. Một con to hơn hai con. Rất mềm rồi. Cái trắng luôn. Bao cái trắng. Rất là ta cho mày xuống thôi, bắt nó. Rất là to đấy các bạn. Nó rung luôn cần đủ mà thấy rồi đó, mày mười trăm bạch luôn rồi. Tôi đã quay được cân cắn. Một con cá. Nguyên cười lên Nguyên. Ô, đây con cá to nhất trong số 4 con cá đã được câu. Đây. Con tôm sau khi được bắt là nó vẫn đi vào vô tư này các bạn. Đấy, thấy không? Lại như tôm. Đấy, thấy không? Lại như tôm. Có thể bò được trên cát. Nói chung là thôi, bắt được thì thôi. Đây, thành quả câu ngày hôm nay. Tôm rất là nhiều. Đặc biệt tôm là sống ở trong môi trường nước sạch.